những người phụ nữ. Đó là những thánh mẫu được xem là những vị thần cai quản thiên nhiên, khai sinh ra nòi giống lạc hồng. Đó là những bậc tiền hiền có công khai quốc mở đất, giúp dân dựng làng, lập ấp, lập chợ hay truyền thụ khai sáng kiến thức một kỳ nghề. Đó là những liệt nữ có công chống giặc ngoài xâm, xây dựng nên nền độc lập dân tộc. Là những nữ anh hưng tài hoa xuất chúng, tiền phục ảo tầng cắm quát giang sơn nhà chồng. Là những bà mẹ đã sinh thành cho đất nước những đứa con anh hùng nhân tài giỏi lạc, vân vân. Thế hệ sau nối tiếp truyền thống thế hệ trước, phụ nữ Việt Nam góp sức tham gia trong việc khai phá, mở đất, lập làng, cầm quyền trong những hoàn cảnh đặc biệt, thể hiện vai trò chính trị của bà không thua kém nam giới. Và họ đã trở thành những nữ thần trong tâm thức người Việt bao đời. Có thể nói, những nữ thần được người dân lập đình miếu tôn thờ ở Việt Nam đều là những nhân thần rất gần gũi với đời sống, là những linh thần được nhân dân tin tưởng gửi gắm những ước nguyện, lời cầu mong về một cuộc sống ấm no và bình an. Với ý thức tôn kính, tưởng nhớ đến công lao tổ tiên, đồng thời với trách nhiệm bảo tàng, bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc, nhiều di tích về thờ mẫu, thờ bà tổ các nghề đã trở thành hệ thống tín ngưỡng trong dân gian Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân, tồn tại suốt chiều dài của lịch sử đất nước, như là một sự tôn vinh đối với người phụ nữ. Nói như cố giáo sư Trần Quốc Vượng đã khẳng định, trên chặng đường chuyển hóa từ mẫu hệ sang phụ hệ và cả mãi về sau này nữa, xã hội Việt Nam cổ truyền đã thừa hưởng và vẫn bảo lưu một truyền thống vững chắc và tốt đẹp. Đó là vai trò quan trọng của những người bà, người mẹ trong gia đình và ngoài xã hội. Ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày quốc tế bảo tàng 18 tháng 5, và trong tháng 5 cũng là tháng chúng ta tôn vinh những người mẹ, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ thực hiện chuyên đề trưng bày hình tượng người phụ nữ trong lịch sử dân tộc và dân gian Việt Nam, bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9. Với hơn 150 hiện vật và tư liệu, phòng trưng bày ngày hôm nay tuy chưa thể hiện hoàn hảo về những giá trị của sự đóng góp của những người phụ nữ trong truyền thuyết và trong lịch sử, nhưng với những tư liệu, hiện vật bảo tàng sưu tầm được từ năm 2005 đến 2015, đề tài không nằm ngoài mong muốn tuyên truyền rộng rãi đến công chúng thưởng ngoạn về những giá trị đóng góp của người phụ nữ cho đất nước. Và với sức mạnh truyền thống, với tinh thần dân tộc, với ý thức tự chủ mạnh mẽ cùng với bản sắc dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp thực sự to lớn trong suốt tiến trình của lịch sử xã hội Việt Nam. Đó là những yếu tố cơ bản và cội nguồn để phụ nữ Việt Nam hiện nay cùng với cả dân tộc tiếp tục phát huy những ưu điểm và thuận lợi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ở thế kỷ 21. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ chân thành cảm ơn Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa đã tạo nhiều thuận lợi cho bảo tàng trong công tác sưu tầm hiện vật. Và cũng cảm ơn sự hỗ trợ đồng nghiệp từ các bảo tàng các tỉnh thành, và chân thành cảm ơn tập thể cán bộ viên chức và người lao động của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã nỗ lực trong tổ chức và thực hiện trưng bày. Lần cuối cùng, xin cảm ơn các vị khách quý đã dành buổi thời gian ngày hôm nay để có mặt trong buổi khai mạc trưng bày này. Kính chúc sức khỏe, xin trân trọng kính chào. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Hiển Linh. Và tiếp theo chương trình là phần các băng khánh hành. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, ông Phạm Long Vy, Phó Chủ tịch Hội Cổ vật thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó trưởng phòng tổ chức pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, và bà Nguyễn Thị Thắng, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Lên các ban khai mạc, xin trân trọng kính mời các đồng chí.
Và kính mời quý vị đại biểu, quý quan khách cùng tiến ra phòng tham quan phòng trưng bày. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý quan khách đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình. Xin chúc sức khỏe ạ. Xin mời các anh chị.